Hi. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Vua Đồ Dò. Mình liên viên tào lao chào đào Trần Hoàng Đại Lâm Ba Lô Tây và Đại Lâm Chuyện Bên Lê. Đây là set đấu ốc đẹp trai chấp Hoàng Duy một điểm nha các bạn. Và chấp cả sang lỗ phát bóng luôn nha các bạn. Bên kia là ốc đẹp trai và Thái Cẩm Mỹ 2-0. Ốc đẹp trai chấp Hoàng Duy luôn rồi, quá ghê trong đẹp trai. Ba không, quá cảm giác cho Hoàng Duy cộng rồi rồi. Cộng bị bé năm luôn. Đẹp trai chấp luôn. Ba không, bên kia là cặp bài chồng lẩm bánh, quá tệ. Đang tiếc cho Hoàng Duy. Đang tiếc thật sự các bạn ạ. Một pha tình cho không biết không. Hoàng Duy đổi ra ngoài. 1-3. Lại lốc đẹp trai. Thiếu cảm giác gì rồi. Bố một buôn mui năm một lại lốc đẹp trai nhắm vào lưới mà tung thôi. 5-1. Lẩm banh. Lại lốc đẹp trai. Ốc đẹp trai cứ tung vào lưới thôi. 6-1. Lại là Hoàng Duy. Hai sáu. Tối ngày biết ăn hết chạy lầm. Đánh với mình vừa nãy thấy sao sao rồi thấy đúng không? Trời ơi. Lại là Hoàng Duy tự sát tại đống lát 3-6. Mà sao chiến thần mày mà không biết đuổi nó lên. Đuổi gì đuổi nó, nó vừa anh chạy ra anh không. Nghi bây giờ nó chỉ đánh còn đó. Ở đây thua thôi chứ giờ đánh cậu là không ai nghe. Chỉ thủ mới còn còn. Không nếu mà cái gì thật. Hoàng Duy có thể đang đứt pin rồi các bạn ơi. Đang đứt pin rồi. 3-6. Đang tiếc chung đẹp trai lại phát bóng ra ngoài nữa rồi. 7-3. Quá cảm giác rồi chung đẹp trai. 4-7. 4-7. Quá có chung đẹp trai. Đổi sân. 8-4. Đây là cao thủ trẻ. Có thể nói là làng quê nhân nghĩa Cẩm Mỹ Đồng Nai. Hợp tác cùng Úc đẹp trai Vĩnh Lộc, Bình Chánh Vĩnh Lộc. Tám bốn. Hoàng Duy đã bắt bài được pha bóng gì rồi rồi. Lẩm banh. Hoàng Duy đã chuẩn bị sẵn rồi. Quá hay. Trên bông.
Còn một đường số 4 lại coi. Cái đường số 4 đâu? Bỏ đường số 4 rồi. Út. Cái đường số 4 đâu? 94. Cái này bển mà ai thấy thằng lửa tầm tầm trên lửa còn chút bên này không em. Tầm trên. Một pha có phần may mắn rồi chốt đám trai. Giật gì lôi. Là tôi giả, tôi giả. Năm trên. Hai. Hai còn bê bàn cái quái. Cơ hội tiếp tục. Quá xa. Mày ngủ đâu mày? Quái. Lại là cái chân cốt đẹp trai. Quá hay cho Thái. Lại là cái chân cốt đẹp trai không biết đi đâu về đâu. Lầm banh. Quá hay cho đẹp trai. Quá hay cho đẹp trai. Thật sự chú rất ngưỡng mộ cái chân của con Úc ơi. Cái chân con đi đâu biết về đâu Úc ơi. Úc đẹp trai thương hiệu Lý Tiểu Long. Bản hợp đồng của Gơ Tây. Chọn đời của Gơ Tây. Ăn lấy thua cũng lấy luôn. Không có ai giúp đẹp trai hết. Sao trên. Lại là Úc đẹp trai phóng bóng không qua lưới nữa rồi. Đáng sợ chút đẹp trai thật sự các bạn. Phát bóng cũng không bay bóng. Mười sáu. Đẳng cấp phát bóng vừa rồi cho đẹp trai. Đấy là lời mách bảo của đại lâm chỗ đẹp trai. Đường số 4 vừa rồi. 70. Đấy cái đường số 4 đó đâu. Cái đường số 4 nó còn lên mà còn gõ khó thủ lắm phải không? Nhanh. 70. Mày thủ được không? Anh Duy muốn được thường lắm. Mày thủ được không? Anh Duy muốn được thường lắm. Quay trời Thái. Quay trời được. Lại là cái chân. Quay đây. Hết chết rồi. Lâm banh. Lộm banh. Lại là Úc đẹp trai. Đang tiếp cho Úc đẹp trai thật sự các bạn ơi. Một pha đội không qua lưới rồi. 11-7. Quá đang tiếp cho đẹp trai thật sự đáng tiếc. Bây giờ chú Ninh đó xe ba cái hai điện ấm đi nhậu với em. Tại bỏ rồi bỏ cuộc. 11-7. Quá hay cho Hoàng Di. Lại là Hoàng Di. 8-11. Thiếu cảm giác của Hoàng Di. Bây giờ tôi học của Phước chứ ngang vào thôi ngang hả? Quay luôn á. Bay luôn. Hết cách rồi. Người ta bay không chạy mà em bay chạy không. Hết cách rồi. 81. 81 sao lúc quay? Được lên. Anh mệt chưa? Anh mệt đi chưa? Mệt. Anh đá lên tôi tới rồi. Mệt tới đây. 81. Anh mệt đi chưa? Lại là Hoàng Di. 9-11. Tới công chuyện rồi. Tới công chuyện rồi. Mười hai chín. Một pha quá khó rồi cho Hoàng Di. Cho Thái. Quá khó.
chửi. Vậy đéo chửi ta. Mười ba chân lại là Thái Kỳ không cảm giác gì rồi. 14 chân kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây là hết. Úc đẹp trai à, xét bóng này chấp Hoàng Di cọp rồi xoài một điểm. Ói cơm bỏ ói canh. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến hết. Các bạn hãy nhớ share và like và share. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.